Trước đây, mỗi lần gội đầu thì tóc lại rụng cả nấm. Từ khi dùng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, tóc đã giảm rụng hẳn. Hoàn toàn sạch gầu và hết ngứa, tóc vẫn vào nếp dù chạy xe cả ngày. Mùi dược liệu rất thơm, hiện nhiều mùi bồ kết hương như ngày xưa. Thêm nhiều tóc mới, tóc nhìn dày và đen hơn. 헤어 디자이너로서 윈슝 한방 샴푸는 손상된 모발 케어에 모두들 아주 만족하십니다. Tóc trông dày và mượt, mình tự tin thả tóc dù bất cứ đâu. Từ các dược liệu cổ truyền, bồ kết, hà thủ ô, bạch quả, hương nhu, dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, nuôi dưỡng tóc và da đầu từ gốc, giúp giảm gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc mới, cho mái tóc sạch gầu, trông dày mượt, bồng bềnh. Chúng tôi đã dùng và hài lòng, bạn hãy thử Nguyên Xuân nhé.